Mình biết rằng là đến Đài Loan du lịch thì ai cũng sẽ đến Đài Bắc. Đài Bắc như là một nơi tập hợp tinh gọn nhất về Đài Loan rồi, nhất là với những tín đồ mua sắm và ẩm thực. Nhưng thật ra ở Đài Loan thì còn rất rất nhiều vùng khác nhau với nhiều điểm đến rất là thú vị. Và tập phim này thì mình sẽ giới thiệu những điểm đến như thế nha. Sau 3 ngày ở Đài Bắc thì hôm nay mình đi tàu cao tốc đến Đài Trung, rồi gửi luôn hành lý ở ga Đài Trung để thuê xe dịch vụ đến A Lý Sơn. Quãng đường đi đến A Lý Sơn thì khá là xa, nhưng mà nhìn cảnh hai bên đường thì rất là thích, như là đang đi về một chốn vùng quê miền núi rất là thanh bình. Và dẫu đường miền núi nên là khá nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo, nhưng mà chất lượng xây dựng thì cực tốt, vậy nên là mình không có hề say xe. Mình chọn thuê xe dịch vụ mà không phải đi tàu hay các phương tiện khác á, là để tiện ghé thăm làng Phan Quy Hư vào buổi trưa. Phan Quy Hư là một trong những ngôi làng cổ có lịch sử lâu đời. Đây là một ngôi làng ẩn mình dưới những tán rừng thông rộng lớn, dường như là tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại xô bồ. Điểm nổi bật khi vừa đặt chân đến ngôi làng là một nhà ga xe lửa cổ mang tính lịch sử, văn hóa và linh hồn của làng Phan Quy Hư. Đến Phan Quy Hư này thì nhất định là bạn phải thử món cơm hộp bento nha. Trước kia khi Đài Loan còn là thuộc địa của Nhật thì người Nhật đã mở tuyến đường sắt này để vào rừng A Lý Sơn khai thác gỗ, và công nhân thì sẽ ghé tại trạm Phan Quy Hư để mua cơm hộp ăn trưa. Món cơm này còn tồn tại đến ngày nay. Hết giờ nghỉ trưa thì xe tiếp tục lăn bánh đến với A Lý Sơn. Rừng A Lý Sơn ban đầu được định cư bởi những người thổ dân và chỉ rất ít người biết đến nó. Vào năm 1912 thì người Nhật đã mở tuyến đường sắt vào khu rừng này để khai thác gỗ, và nó đã trở thành một thứ đặc sản mà khi đến với A Lý Sơn thì ai cũng rất là muốn thử. Bởi vì ngồi trên những con tàu cũ kỹ xuyên rừng băng qua những hàng cây rợp bóng thì sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Và còn đặc biệt hơn nữa, nếu mà bạn đến đây vào mùa xuân thì còn có thể bắt gặp cả rừng hoa anh đào ngập hoa luôn. Tuy nhiên, cái hoạt động mà mình thích nhất ở A Lý Sơn là đi dạo bộ trong khu rừng bách đỏ khổng lồ. Nhiều cái bách đỏ trong số đó thì đã có tuổi đời hơn 2.000 năm. Rừng A Lý Sơn thì thường xuyên bị che phủ trong sương mù, tạo nên một viễn cảnh huyền bí, gợi nhớ đến những bức tranh cổ điển của Trung Quốc. Và có lẽ đây là một trong những lý do khiến cho A Lý Sơn thu hút khách du lịch Trung Quốc và châu Á rất là nhiều. À, ở A Lý Sơn thì còn nổi tiếng với trà ô long hảo hạng nữa. Trà ô long A Lý Sơn được xem là một trong những loại trà ngon nhất thế giới. Bởi vậy, đến A Lý Sơn, nếu có thể thì hãy dành cho mình một chút thời gian để thưởng thức thứ trà hảo hạng bậc nhất tại quê hương sản sinh ra nó nha các bạn. Rất tiếc là trong lịch trình đến với Đài Loan lần này của mình thì quá là gấp gáp, nên sau một buổi chiều ở A Lý Sơn thì mình phải quay trở lại Đài Trung nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình mới. Buổi tối ở Đài Trung thì làm gì? Thì đi ra chợ đêm ăn tối chứ còn làm gì nữa. Ở Đài Trung thì cũng có một ngôi chợ đêm rất là nổi tiếng, đó chính là chợ đêm Phụng Giáp. Chợ đêm Phụng Giáp là điểm dừng chân cho mọi du khách du lịch đến từ phía Bắc và phía Nam Đài Loan, và luôn tấp nập người qua lại. Ở đây thì có đầy đủ các món ăn khắp mọi miền đất nước, nhưng mà đặc biệt thì đừng có bỏ qua món đậu vịt cây và đậu hũ thúi nha. Xem phim Hồng Kông thì cứ nghe đậu hũ thúi và mình đã nghĩ nhất định là nó rất rất là thúi. Nhưng mà sau khi ăn xong thì mình thấy nó không có thúi, mà mình thấy nó có cái mùi rất là gây thương nhớ. Cắn vào một miếng đậu hũ thúi thì thấy rất là béo ngậy, và cái mùi hương rất là đặc biệt của đậu hũ lên men. Và vì mùi hương rất là đặc biệt nên là sau khi ăn xong thì phải đi kiếm một cái món gì đó để tráng miệng. Và mình nghĩ không gì bằng là món kem đá xoài. Cũng khá giống bingsu của Hàn Quốc, nhưng mà kem đá xoài của người Đài Loan thì có vị đặc trưng hơn nhiều. Kem đá xoài Đài Loan thật sự là một món ăn giải nhiệt cực kỳ sảng khoái. Món tráng miệng này thì còn từng được CNN nhắc đến khi mà nói về ẩm thực Đài Loan. No cái bụng rồi thì bây giờ đi về hostel nghỉ ngơi lấy sức thôi. Nếu như ngày hôm qua mình đã lên núi A Lý Sơn rồi thì hôm nay mình sẽ xuống hồ. Và địa điểm đó là Hồ Nhật Nguyệt. Cái hồ này có tên Nhật Nguyệt vì nơi đây giống như là nơi giao nhau giữa mặt trăng và mặt trời. Bạn có thể thuê xe đạp để chạy quanh hồ với giá 200 đài tệ, hoặc cũng có thể ngồi cáp treo để ngắm cảnh từ trên cao, có giá là 300 đài tệ. Và mất khoảng chừng 30 phút để bạn di chuyển hết đoạn đường cáp treo ngang quanh hồ dài 1,8 km. Hoặc bạn cũng có sự lựa chọn khác là đi thuyền trên hồ. Thuyền sẽ chạy bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Cứ cách 30 phút thì lại có một chuyến.
Thuyền chạy trên hồ sẽ có hai điểm dừng là Huyền Trang Tự và Làng của Người Thao. Ở Hồ Nhật Nguyệt này cũng có một ngôi miếu rất là nổi tiếng, đó là Miếu Văn Võ. Đây là nơi thờ Quan Công và Đức Khổng Tử. Ngôi đền được trang trí rất là đẹp. Để bước vào tham quan Văn Võ Miếu thì bạn sẽ phải đi qua một chiếc cổng vòm được xây bằng đá xanh. Muốn đến được chính điện thì bạn phải leo 366 bậc thang. Con số này có ý nghĩa tượng trưng cho 365 ngày trong một năm, cộng với một ngày thêm trong năm nhuần. Tương truyền rằng ai đứng ở bậc thang tương ứng với ngày sinh của mình trong năm và cầu nguyện thì ước gì sẽ được nấy. Với mình thì Nhật Nguyệt Đàm này không quá nổi trội về cảnh sắc, nhưng mà người Đài Loan đã khai thác yếu tố du lịch rất là bài bản, cộng với môi trường trong lành ở nơi đây đã làm cho khách du lịch đến với Nhật Nguyệt Đàm thì vô cùng dễ chịu. Một trong những phát hiện thú vị của mình trong chuyến đi Đài Loan đó là người Đài Loan rất thích những con khắc dấu. Bất kỳ nơi nào, từ nhà ga, trạm xe bus, khu du lịch cho đến những hàng quán, đâu đâu cũng có một cái hộp mực với con dấu để mọi người có thể đóng mộc, như là tôi đã check in ở nơi này nè. Chia tay Hồ Nhật Nguyệt thì mình cũng chia tay Đài Trung để đến với Cao Hùng. Cao Hùng là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan sau Đài Bắc, và Cao Hùng là thành phố du lịch thường bị du khách lãng quên. Không giống như Đài Bắc thì các đường phố ở Cao Hùng rất là rộng rãi và giao thông thì thông suốt. Ở Cao Hùng có rất là nhiều chợ đêm nổi tiếng và mình đã chọn chợ đêm Lục Hợp để ăn tối vì nó rất là gần hostel mình ở. Mình có một cái tip cho những bạn đi du lịch bụi ở những nước có hệ thống tàu điện ngầm phát triển là nên chọn các hostel ở gần ga tàu điện ngầm chính để tiện di chuyển trong thành phố. Ở Đài Loan thì hệ thống tàu điện ngầm rất là phát triển, và đặc biệt là ở Cao Hùng này thì có một cái ga tàu điện ngầm rất là nổi tiếng là Formosa Boulevard, được xếp là ga tàu điện ngầm đẹp thứ hai của thế giới, được biết đến với mái vòm ánh sáng tạo ra từ 4.500 tấm kính màu. Ngoài nổi tiếng với ga tàu điện ngầm Formosa Boulevard thì ở Cao Hùng còn có một công trình Phật giáo rất là nổi tiếng, đó là Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn luôn nằm trong top những điểm đến khi nhắc về Đài Loan. Còn với mình thì mình bị thu hút ở đây không phải vì yếu tố tín ngưỡng, mà là bởi vì kiến trúc. Đây là một công trình Phật giáo truyền thống nhưng không cố gắng giả cổ, mà cả quần thể này kết hợp rất là hài hòa, thanh thoát, thổi hồn hiện đại vào trong cả một quần thể công trình tôn giáo. Một địa điểm khác ở Cao Hùng cũng được rất là nhiều du khách lựa chọn đến thăm vào buổi chiều tà là Đầm Liên Trì. Đầm Liên Trì là một hồ nước xanh biếc trong lành quanh năm. Giữa hồ có tháp Long Hổ, là hai tòa tháp được mọc lên vững chãi, và lối vào là một cây cầu hình zigzag đưa bạn đến với chân tháp hình rồng và hổ. Theo truyền thuyết, nếu đi vào từ miệng rồng thì bạn sẽ mang được theo phúc về nhà, còn nếu đi ra từ miệng hổ thì sẽ trút được tai họa ở lại, sẽ tượng trưng cho ý niệm biến rủi thành may. Xung quanh Đầm Liên Trì thì còn có rất là nhiều công trình kiến trúc tâm linh khác như là Đài Xuân Thu, Đền Khổng Tử hay là Tượng Ngọc Quan Âm. Chia tay Cao Hùng, nhộn nhịp phát triển bậc nhất Đài Loan thì mình lại lên tàu để đến với địa điểm cuối trong hành trình lần này, đó là Đài Nam. Nếu như người ta có thể thấy một Đài Loan cực kỳ hiện đại ở Đài Bắc và Cao Hùng, một Đài Trung thì phong cảnh vừa hữu tình vừa trong lành, thì ở Đài Nam lại mang một dáng vẻ khác hẳn, vừa mộc mạc của miền vùng quê, vừa đậm đặc tinh thần truyền thống của thành phố lớn tuổi nhất ở Đài Loan. Bước chân trên những con đường làng nơi đây mà mình có cảm giác như là đang sống trong bối cảnh của bộ phim Sóng Vắng của những Trương Hàm Yên, Bách Phối Văn. Cái phim đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả Việt Nam trong thế hệ của mình. Có thể ở Đài Nam có phần điều hiu, không nhộn nhịp như các thành phố lớn, nhưng Đài Nam lại cho mình nhiều cảm xúc nhất về con người Đài Loan, rất là chân thành và lịch thiệp. Một điểm kết thúc trọn vẹn để tạm biệt Đài Loan sau 7 ngày trên hòn đảo xinh đẹp này. Điều mình nuối tiếc nhất là hành trình này quá là vội vàng và gấp gáp, nhưng có lẽ đó sẽ là tiền đề cho sự trở lại trong những lần sau. Một nơi không quá đẹp về phong cảnh hay công trình kiến trúc lịch sử, nhưng lại khiến những người đã từng đặt chân đến đây phải luôn nhớ mãi về con người xứ Đài. Tạm biệt Đài Loan, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo nha.